Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Yamaha MT15 được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Yamaha Việt Nam vừa giới thiệu thị trường mẫu tên gọi xe TXX150 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia Việt Nam, chính thức bán ra thị trường vào tháng 10 năm nay. Xe được phát triển trên khung Delta Sport giống như trên R15. Kích thước tổng thể gồm dài 1955mm, cao 1065mm và rộng 795mm, cùng với đó là chiều dài cơ sở 1350mm, chiều cao yên xe 805mm. Những chi tiết nổi bật trên xe thiết kế gồm đèn pha được làm khá ngầu với công nghệ chiếu sáng LED, hai đèn xi nhan tách rời ở hai bên phần mặt nạ, bộ khởi động Wish MT thay vì nút khởi động Star, đồng hồ hiển thị màn hình LCD công nghệ điện tử với đèn hình nền LED. Yamaha TFX150 được trang bị phục trước có hành trình 37mm, phục sau dạng monoshock, phanh đĩa trước đơn và cả bánh trước bánh sau, nhưng không tích hợp công nghệ thắng ABS. Bánh trước theo kích thước 111/70R17 và 130/70R17 cho bánh sau. Dung tích bình xăng 10,2 lít. Mang lại sức mạnh cho xe là khối động cơ 149,8cc SOHC 4 van làm mát bằng chất lỏng, tương tự như trên R15. Khối động cơ này có khả năng sinh công suất tối đa 16,77 mã lực tại 8.000 vòng 1 phút, mô men xoắn cực đại 15 Nm tại 7.000 vòng 1 phút, đi kèm đó là hộp 6 tốc độ. Tại Việt Nam, mẫu xe này được ra mắt với hai phiên bản màu sắc, tất cả đều mang logo TFX150 trên cả hai cánh gió. TFX150 sẽ bắt đầu phân phối thị trường vào tháng 10 2016. Hiện tại giá bán mẫu xe này vẫn chưa được công bố. Cảm ơn vì theo dõi clip này, hẹn lại giữa clip tiếp, nhớ like, hoặc share, nhấn subscribe.